Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học theo chủ đề Traveling Around Vietnam Part 1. Trước tiên chúng ta tìm hiểu một số từ mới sau đây. The Temple of Literature. Go Mon Gate. Harbor. Luggage. Farmland. Grow, grew, grown. Botanical garden. Information officer. Sit. Seat. Possible. Mind. Trước tiên các em lắng nghe đoạn hội thoại, rồi sau đó chọn câu đúng hoặc sai. Unit 11. Traveling around Vietnam. Listen and read. Hoa meets Tim at the airport. Hoa, I'd like you to meet my parents and my sister, Shannon. How do you do? Welcome to Vietnam. Thank you. It's nice to meet you finally, Hoa. Can I help you with your bags, Mrs. Jones? Thank you. It's great to be in Vietnam. Would you mind sitting in the front seat of the taxi, Mr. Jones? I'd like to sit with Tim and Shannon. No problem. I prefer the front seat. Are we far from Hanoi? It's about a 40-minute drive from the city center. Look, Shannon! I can see a boy riding a water buffalo. Wow! This is very exciting. Are those rice paddies, Hoa? Yes. And the crop over there is corn. On the left, you can see sugarcane. Would you mind if I took a photo? Not at all. I'll ask the driver to stop the car. Bây giờ chúng ta kiểm tra phần chọn lựa của các em. Đối với câu sai cần sửa lại cho đúng, rồi sau đó chép vào tập. Trong đoạn hội thoại mà các em đã được nghe thì chúng ta có một cấu trúc cần phải biết là would you mind kết hợp với vật in. Đó chính là một cách sử dụng của động từ mind trong lời xin phép, lời đề nghị lịch sự. Để xin phép hoặc đề nghị lịch sự, chúng ta sử dụng một trong các cấu trúc sau. Nếu muốn đề nghị hoặc yêu cầu ai đó một cách lịch sự để làm chuyện gì đó, hoặc không làm gì thì dùng do you mind kết hợp với verb in hoặc would you mind kết hợp với verb in. Có thể có not. Còn nếu muốn thể hiện lời xin phép mình được làm chuyện gì đó thì chúng ta sử dụng cấu trúc do you mind if I kết hợp với động từ ở hiện tại đơn hoặc would you mind if I kết hợp với động từ ở quá khứ đơn để đáp lại lời xin phép đề nghị đó. Mà nếu chúng ta muốn đồng ý thì chúng ta sử dụng một trong các câu sau. No, I don't mind. Hoặc no, of course not. Hoặc not at all. Please do. Please go ahead. Còn nếu không đồng ý với lời xin phép hoặc đề nghị đó thì chúng ta sử dụng một trong các câu. I'm sorry I can't. Hoặc I'm sorry that is not possible. Hoặc I'd prefer you didn't. Hoặc I'd rather you didn't. Chúng ta có một số ví dụ sau. Các em hãy đọc và suy nghĩ nha. Câu mẫu thứ nhất thuộc loại đề nghị hoặc yêu cầu lịch sự. Nếu chấp nhận thì nói no problem.
Nếu không thì nói I'm sorry I can't. Còn ví dụ thứ hai, đó là một lời xin phép. Nếu chấp nhận lời xin phép đó, chúng ta nói not at all. Hoặc không chấp nhận thì chúng ta nói I'd prefer you didn't. Tương tự với câu mẫu thứ ba. Bây giờ chúng ta làm bài tập ở trang 110 sách giáo khoa. Các em hãy đặt câu hỏi tương ứng với các tình huống trong tranh, mang ý nghĩa đưa ra lời đề nghị, yêu cầu hoặc xin phép, rồi chọn lựa câu trả lời phù hợp. Sau đó so sánh với đáp án gợi ý. Bây giờ chúng ta có bài tập áp dụng. Các em hãy viết hình thức đúng của động từ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống trong câu cho phù hợp.